Sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng tháng 3 năm 2022. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, dự hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thượng tướng Phạm Hoài Nam và Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng. Trong tháng 3, toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, tham mưu, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Các cơ quan đơn vị chỉ đạo, tổ chức huấn luyện, đào tạo chặt chẽ, chất lượng, nhất là huấn luyện chiến sĩ mới, quyết liệt thực hiện chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị. Đồng thời, toàn quân đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, gương người tốt, việc tốt, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong tháng 3, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, tích cực, linh hoạt và hiệu quả. Các cơ quan đơn vị triển khai hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật và tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới, vùng biển đảo, bắt giữ, xử lý trên 560 vụ việc với gần 1.200 đối tượng. Báo cáo với các đồng chí là trong cái tháng 3 thì nhiều công việc ta cũng tiến hành rất là tốt. Và cái ngày đầu ra quân huấn luyện để tạo được khí thế, tôi cũng đi kiểm tra được một số đơn vị. Tôi thì mới 2 ngày thứ 7 nhật vừa rồi tôi đi từ Sơn La vào đến Quảng Nam các đồng chí. Hội nghị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của toàn quân trong tháng 4 với trọng tâm là duy trì nghiêm các chế độ trực, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn cả nước, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Các cơ quan đơn vị chỉ đạo tổ chức rút kinh nghiệm và nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, tổ chức hội thi bắn tỉa, pháo binh và cứu hộ, cứu nạn toàn quân, nghiên cứu, đề xuất cơ chế quản lý, tổ chức lực lượng và chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ khi huy động thực hiện nhiệm vụ cho phù hợp với thực tiễn hiện nay. Đồng thời, các cơ quan đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống và triển khai thực hiện nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 3 năm 2022. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, cùng dự có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng và Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Hội nghị đánh giá trong tháng qua, toàn quân đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tham mưu xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, kiểm soát ngăn chặn hiệu quả xuất nhập cảnh trái phép trên các tuyến biên giới biển đảo. Các cơ quan đơn vị đã chỉ đạo, tổ chức huấn luyện, đào tạo chặt chẽ chất lượng, nhất là huấn luyện chiến sĩ mới, quyết liệt thực hiện chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn về mọi mặt. Bên cạnh đó, toàn quân đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, triển khai chiến lược phát triển văn hóa trong quân đội đến năm 2030, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách và bảo đảm an ninh an toàn các hoạt động của toàn quân. Đặc biệt là trong tháng mà có ra quân huấn luyện trong điều kiện dịch bệnh và một cái tháng triển khai nhiều cái nhiệm vụ trong một năm huấn luyện thì trong cái điều kiện mới, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đi kiểm tra rất nhiều đơn vị, báo cáo các đồng chí để kiểm tra đánh giá. Đây là những cái cố gắng rất lớn của tất cả các cơ quan đơn vị. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 4, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm các chế độ trực, nắm chắc dự báo đúng tình hình, không để bị động bất ngờ, phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn cả nước. Ngay từ Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã yêu cầu kết nối đường truyền, kiểm tra công tác ứng trực, thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển của cán bộ chiến sĩ các tàu hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư. Thăm hỏi về tình hình thực hiện nhiệm vụ và đời sống của cán bộ chiến sĩ,
Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, quản lý chặt chẽ khu vực biển đảo, thực thi pháp luật nghiêm minh, hiệu quả. Ở đấy điều kiện thời tiết thế nào? Khả năng chịu được sóng cấp mấy? Bảo bộ trưởng lấy tiếng anh thực hiện hiện tại gió ảnh hưởng và quý vị đang đang bước lên hiện tại khu vực đảo đi bộ thời tiết gió đông bắc cấp 5 cấp 6 có sóng báo 1,8 đến 2 mét. Cố gắng để bảo đảm đúng luật pháp quốc tế và cái luật biển Việt Nam nha. Cảm ơn các đồng chí, chúc các đồng chí thực hiện nhiệm vụ tốt và sức khỏe tốt. Cảm ơn. Thời gian tới, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh các cơ quan đơn vị cần tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng và đội tuyển hội thao quân sự quốc tế Army Games 2022. Chú trọng huấn luyện điều lệnh, tổ chức tốt hội thi bắn tỉa, pháo binh và cứu hộ cứu nạn toàn quân. Kiểm tra sư đoàn trưởng, chính ủy sư đoàn bộ binh, chỉ huy trưởng, chính ủy bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố. Duy trì nghiêm chế độ, nề nếp chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn cơ quan đơn vị. Đồng thời các cơ quan đơn vị tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật gắn với triển khai thực hiện nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Nghiên cứu bảo đảm chế độ chính sách cho các lực lượng làm nhiệm vụ đặc thù, chủ động tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, chuẩn bị tổ chức hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng và tổng kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2016-2021.